Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 26 tháng 7. Bây giờ là khoảng gần như 7 giờ tối. Ở Việt Nam đây các bạn đã bước qua là ngày thứ tư ngày 27 tháng 7 rồi và hôm nay đó các bạn cũng không thấy mặt của thường tại vì thật ra hai ngày hôm nay thường cũng không được khỏe lắm nhưng mà hôm nay thường cũng đã đỡ lại và thường có rất nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn chúng ta sẽ nói tới rất nhiều thông tin liên quan tới là cái sự dao động từ hôm qua tới bây giờ đó là tại sao chúng ta có phải đang chờ đợi thông tin gì lớn hay là không nhưng mà nào mà theo dõi thường capital trên mạng xã hội đó cũng đã nhận được rất nhiều những thông tin rồi nhưng mà thường muốn tóm tắt lại trong video này để các bạn biết được là tuần này đó chúng ta đang chờ được rất nhiều những thông tin lớn và có sự ảnh hưởng rất lớn đối với cả thị trường chúng ta có thể bắt đầu nhìn vào những cái tài liệu như là chúng ta bắt đầu vào chứng khoán đi thì các bạn có thể thấy được là những chỉ số như là Nasdaq đó hôm nay xuống rất là nhiều xuống 1,8% S&P 500 nó xuống 1,15 và Dow Jones thì xuống ít hơn xuống 0,7 nhưng mà chúng ta lại thấy được là sau một ngày đầy màu đỏ đó chúng ta lại thấy được là pre-market bây giờ lại có màu xanh trở lại giống như là Nasdaq chúng ta thấy được là tăng 1.25 khi chúng ta nói tới chỉ số Futures S&P Futures đây thì tăng 0.66 và Dow Futures thì tăng 0.25 và chúng ta cũng thấy được là dầu đó thì hiện bây giờ đó hợp đồng dầu là vẫn ở dưới cái mức là 100 đô 95 đô cho một thùng dầu về vàng đó thì cũng không có sự di chuyển nhiều các bạn thấy được vàng đó hôm nay xuống thêm một chút xuống 0.12% bây giờ mức là 1.715 đô cho một ounce vàng chứng khoán đó thì hôm nay rất là dao động nhưng mà còn crypto thì sao các bạn sẽ thấy được là crypto hôm nay cũng dao động không kém khi mà chúng ta nhìn vào BTC đó chúng ta được là Bitcoin đó cũng đã đi xuống từ cái mức là khoảng chừng là 20 2.000 đô, 21.700 đô đó chúng ta thấy được đã đi xuống tới cái mức thấp hôm nay đó là khoảng 20.710 đô trước khi mà chúng ta đẩy ngược cho lên ở mức là 21.172 có thể thấy được là cái xu hướng của BTC hôm nay đó cũng đi cùng xu hướng với lại chứng khoán tại vì chúng ta cũng đã thấy được là hôm nay đó khi mà chúng ta nhìn vào Chứng khoán Hoa Kỳ đó thì từ mở cửa đến đóng cửa là màu đỏ nhưng mà sau đó nó hợp đồng tương lai lại có màu xanh thì chúng ta cũng thấy cái sự kiện tương tự xảy ra đối với lại Bitcoin chúng ta được là màu đỏ khi mà chứng khoán đỏ bây giờ thì chúng ta được là futures á, xanh lại một chút thì chúng ta cũng thấy được là BTC cũng có cái sự hồi phục nhẹ trở lại và chúng ta cũng thấy được là BTC đó thì hôm nay so với cái giá ngày hôm qua đó thực ra cũng không khác nhiều lắm, cũng tương tự mà thôi Nhưng mà đương nhiên hôm qua cũng đã có cái sự đi xuống rồi Cho nên chúng ta cũng thấy được là cái giá bây giờ so với cách đây hai ba ngày thì đã thấp hơn Tại vì cách đây 2-3 ngày chúng ta vẫn xoay vào cái mức là 22.000 đô Bây giờ là 21.192 Ethereum thì cũng tương tự như giá ngày hôm qua, 1.435 Cũng đã có cái sự đi xuống khoảng chừng là hơn 10% trong vòng 2 3 ngày qua rồi chúng ta cũng có thể uh, thấy được uh, những đồng khác đó thì cũng có cái sự uh, lên xuống tương tự như là BTC như là XRP hay là Cardano chúng ta có BNB thì tăng 3.4%. Nói chung thì giá cả của ngày hôm nay so với hôm qua nó cũng không có nhiều cái sự khác biệt nhưng mà nếu so với lại 2 3 ngày trước đó thì cũng đã có cái sự đi xuống rồi thì câu hỏi là tại sao mà bắt đầu từ ngày hôm qua tới bây giờ đó lại có nhiều cái sự dao động như vậy? Và cái sự dao động này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra từ đây đến cuối tuần thì tại sao? Tại vì tuần này là một tuần mà có rất nhiều những thông tin lớn chúng ta cần phải quan tâm đến. Chúng ta có thể nói đầu tiên hết đó là đây là cái thời điểm mà nhiều công ty lớn sẽ khai báo tình hình tài chính quý 2 và chúng ta đã thấy là có nhiều công ty lớn đã khai báo rồi giống như chúng ta nói tới là Snap chúng ta nói tới Alphabet Microsoft, chúng ta cũng sẽ có công ty lớn như là chúng ta nói tới ngày mai đó là có thông tin đến từ Meta, có nghĩa là công ty Facebook đó. Rồi thứ năm chúng ta có những công ty như là Amazon, Roku, Intel. Thì có thể nhiều bạn hỏi là đây là một cái channel mà chúng ta thường hay nói về thông tin liên quan đến crypto. Tại sao ta lại quan tâm đến chứng khoán Hoa Kỳ như vậy? Thì cũng rất đơn giản. Tại vì khi mà các bạn nhìn vào một cái biểu đồ đó, đây là cái sự tương quan giữa chứng khoán Hoa Kỳ. Trước là chúng ta nói tới là Nasdaq 100 Futures đó, và cái đường giá của Bitcoin và đô la thì chúng ta có thể thấy được là cái màu cam trên màn hình là đường giá của BTC cái đường màu trắng trên màn hình đó chính là cái đường đi của chỉ số Nasdaq 100 Futures và các bạn đã thấy được một một điều đó chính là hai cái đường này đó có sự tương quan rất là lớn có nghĩa là chứng khoán, nhất là chứng khoán công nghệ đó, cái xu hướng của thị trường chứng khoán công nghệ Hoa Kỳ ra sao thì gần đây đó BTC đi cùng một xu hướng đã bắt đầu từ đầu năm tới bây giờ rồi. Không phải lúc nào cũng như vậy nhưng mà ngay lúc này đó đó là một sự thật, cái sự tương quan rất lớn cho nên chúng ta cần phải quan tâm đến những công ty lớn công nghệ của Hoa Kỳ đó khai báo quý 2 như thế nào sau đó chúng ta sẽ thấy được là cái sự phản ứng của chứng khoán cũng như là cái sự phản ứng của crypto cũng sẽ tương tự như vậy nhưng mà bắt đầu để chúng ta đã thấy được là có nhiều thông tin không tốt rồi như là cái thông tin bắt đầu là từ tuần rồi chúng ta đã bắt đầu có những công ty như là công ty Snap đó công ty mà chúng ta có cái ứng dụng Snapchat đó đã ra một cái thông báo rất là xấu dẫn đến là cổ phiếu của Snap đó xuống 25% tại vì đã lỗ nhiều hơn là ước tính và họ sẽ ngưng không có mướn người nữa họ sẽ chậm lại cái việc là tuyển nhân viên rồi chúng ta bắt đầu là ngày hôm qua đó mở đầu tuần này chúng ta đã được là công ty Walmart đây là một cái siêu thị lớn ở Hoa Kỳ đó thì cũng đã đưa ra cái thông báo là cái doanh thu của họ đó đã yếu hơn là ước tính lý do là tại vì họ nói là bây giờ đã rất nhiều những cái người mà tiêu dùng đó họ không muốn sử dụng tiền nhiều Tại vì họ muốn dành dụm vì lý do là họ sợ suy thoái tài chính Họ không có muốn sử dụng nhiều tiền để mua sắm nữa Và đương nhiên đây không phải là cái câu chuyện riêng của siêu thị Walmart Mà chúng ta thấy được là sau khi thông tin này được chia sẻ Thì cổ phiếu của Walmart đã xuống 8% ngày thứ ba Chúng ta cũng thấy được là những cái siêu thị khác như là Kohl's hay là Target cũng xuống 7% và 4% Chúng ta thấy được là những cái công ty mà bán quần áo như là Nordstrom thì xuống 6% Macy và Ross thì xuống 5% và chúng ta hay được là PVH thì xuống 4% và TJ Max thì xuống 3%. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu như mà Walmart đó là một cái siêu thị lớn mà nhiều người tới đó đi mua sắm mà họ thấy được là người tiêu dùng không có còn à, mua sắm nhiều như trước đây nữa thì đương nhiên những cái siêu thị khác đó thì cũng sẽ có cái hiện tượng tương tự mà thôi cho nên cổ phiếu đều đi xuống đồng loạt và điều này đó là một điều mình thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn liên quan đến suy thoái tài chính. Tại vì có một cái thông tin rất là thú vị, chúng ta cũng thấy được là General Motors là công ty làm xe đó, thì công ty này đó cũng đã nói là mặc dù à, vẫn có lời nhưng mà cái lời đó đã không có nhiều như là ước tính. Lý do đó là tại vì họ không có đủ những cái phụ tùng để mà làm nhiều xe như là họ đã ước tính trước đây. Lý do là tại vì cái chuỗi à, cung ứng Phụ tùng đó đã bị gián đoạn Nhưng mà bây giờ họ hiện đang có rất là nhiều xe Mà đang làm dở dàng Tổng cộng họ nói họ có tới 95.000 xe Đang chờ đợi một số những cái phụ tùng Khi mà tới đó thì họ sẽ Bắt đầu đẩy những xe này ra những cái dealer để mà bán Cho nên khi mà cái chuỗi Cung ứng phụ tùng đó Nó đỡ hơn Thì chúng ta sẽ thấy được là cái sự mà khang hiếm xe Sẽ không còn nữa Theo thương hiểu đó là lúc đó giá của xe Nó cũng sẽ có cái sự lại và bắt đầu có cái xu hướng giảm xuống để trở thành bình thường. Tại bây giờ các bạn mua xe đã thực sự rất khó ở Hoa Kỳ tại vì xe mới hay là xe cũ gì đó cũng bán với cái giá rất là cao, cao hơn cái giá bình thường nó rất là nhiều. Cho nên mọi người đó bây giờ mua xe cũng khá là nặng. Chúng ta cần cái chuỗi cung ứng phụ tùng xe nó trở lại bình thường. Đó là điều mà GM cũng đang chờ đợi Và họ nói là họ cũng đang cạnh tranh với lại Tesla Và họ nói là năm 2025 đó Họ sẽ có đủ những cái phụ kiện để mà làm cục pin để có thể làm những cái xe chạy điện cạnh tranh với lại Tesla vào năm 2025. đương nhiên cho tới bây giờ thì họ nói là họ không biết khi nào thì mọi sự mới trở thành bình thường được. họ vẫn đang chờ đợi. chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới công ty Google là công ty Alphabet ấy, thì chúng ta đã thấy được là công ty này cũng đưa ra một cái thông tin là cái thu nhập đó đã không có như là ước tính. chúng ta đã thấy được là thu nhập của công ty Alphabet ấy, thì họ nói là họ thu nhập được 69,69 69 tỷ nhưng mà ước tính là tới 69,9 tỷ lần còn tính theo từng cổ phiếu đó thì là 1,21 đô so với là ước tính là 1,28 cho nên đã yếu hơn là ước tính và chúng ta cũng thấy được bên dưới này đó là cái doanh thu đến từ YouTube cũng đã thấp hơn ước tính các bạn thấy được là 7,34 tỷ so với là ước tính là 7,52 tỷ còn thu nhập đến từ Google Cloud đó thì cũng đã thấp hơn là ước tính cho bạn thì được là 6,28 tỷ so với 6,41 tỷ Nói chung là phần lớn thu nhập của họ đó đã không như ước tính Thì cái yếu tố nào làm ảnh hưởng đến thu nhập của công ty Alphabet như là công ty mẹ của công ty Google đó theo họ nói là có hai yếu tố chính Thứ nhất đó là liên quan đến là cái thu nhập về quảng cáo đã thấp hơn rất là nhiều. Đương nhiên các bạn đã thấy là nhiều công ty bây giờ đó là họ một là ngưng mướn người, hai là họ sa thải nhân viên, còn nếu như không đó thì họ cũng rất cẩn thận về cái việc chi tiêu. Cho nên cái việc mà họ xài tiền để mà quảng cáo ở trên Google hay là YouTube đó đã có cái sự giảm xuống và đương nhiên điều này sẽ làm ảnh hưởng đến doanh thu của công ty Alphabet. Và họ nói là cái điều thứ hai làm ảnh hưởng đó là một điều rất là thú vị đó chính là họ nói tại vì đồng đô la đó đang mạnh cho nên vì đồng đô la tăng mạnh hơn so với những đồng khác đó đã dẫn đến họ đã thu nhập thấp hơn là 3,7% chỉ vì lý do đó chúng ta cũng thấy được là một công ty khác đó cũng tương tự là công ty Microsoft thì công ty Microsoft đó cũng đã có cái thu nhập ít hơn là ước tính chúng ta thấy được là thu nhập của công ty Microsoft đó, thì họ thu nhập được 51,8 tỷ so với lại ước tính là tới 52,4 lần và chúng ta có thể thấy được là tính theo từng cổ phần đó, thu nhập của họ là 223 đô so với lại ước tính là 229. Thì lý do tại sao thì cũng tương tự họ đã gặp cái sự cố giống như là Google, đó chính là những công ty đó đã không còn quảng cáo nhiều như là trước đây nữa. Tại vì tình hình của tài chính như hiện tại. Và cộng với đó họ cũng nói là tương tự như là Google đó là họ cũng gặp vấn đề liên quan đến đồng đô la đang mạnh cũng làm ảnh hưởng đến thu nhập của họ khi mà họ đang thu nhập từ nước ngoài về tại vì đồng đô la mạnh các bạn thu nhập chấm như ở nhật bản đi thì bây giờ đồng đô la đang mạnh so với đồng yen hay là đồng đô la đang mạnh so với đồng của euro thì chúng ta sẽ thấy được là khi mà đem về khi mà đổi ra đồng đô la thì sẽ yếu hơn tại vì đồng đô la đang mạnh cho nên các bạn thấy được là không những là thuận mình nhiều bạn không thích đồng đô la mạnh Tại vì đồng đô, đô la mạnh á, ngoài việc là làm ảnh hưởng đến xuất khẩu ra Chúng ta cũng thấy được đồng đô, đô la mạnh á, thì mỗi lần đồng đô la tăng lên Thường nó chứng khoán màu đỏ và chúng ta cũng thấy được là crypto cũng nó màu đỏ luôn Cho nên không phải chỉ riêng thụ mà các bạn không thích đồng đô la mạnh đâu Những công ty phần lớn cũng không thích đồng đô la mạnh Nhất là những công ty nào mà họ có nhiều thu nhập bên ngoài Hoa Kỳ Họ sẽ không thích đồng đô la mạnh Tuy nhiên các bạn thấy được là sau khi có thông báo này đó, Thì cả hai công ty này họ vẫn có lời và... Tuy là họ không có lời như là ước tính nhưng mà cổ phiếu của họ đó vẫn có cái sự tăng trưởng trở lại. Hôm nay sau khi ra thông báo đó thì chúng ta thấy được là họ cũng đã tăng 4,87% after hours nghĩa là sau khi đóng cửa và Microsoft thì cũng tương tự tăng khoảng chừng là 4%. Nói chung thì chúng ta cũng đã thấy là những công ty thông báo quý 2 đó thì phần lớn không phải là tốt lắm. Nhưng mà ngoại trừ những công ty như là Snap đó, thì xuống nhiều thì chúng ta thấy được là những công ty khác như là công ty lớn như là Microsoft hay Google đó thì cũng không phải là tệ lắm. Nhưng mà điều mà làm cho thị trường nó có sự dao động đó chính là cái sự lo lắng liên quan đến suy thoái tài chính đã trở lại. Và một trong những yếu tố đó nhiều người đang quan tâm đến đương nhiên là ngày mai đó Fed sẽ ra thông báo tăng lãi suất như thế nào tôi nghĩ là Fed sẽ tăng điều đó không có ai tranh cãi nữa rồi nhưng mà đối đầu với những sự kiện tương tự đó thì Fed sẽ tăng như thế nào nhiều người nói là bây giờ tình hình đã không tốt như là cách đây một tháng thì có thể là Fed sẽ nương tay hơn cái đó cũng không chắc đâu các bạn tại vì các bạn nên nhớ là Fed chỉ có hai cái điều họ quan tâm mà thôi thứ nhất đó chính là cái tình hình của công an việc làm ở Hoa Kỳ thứ hai là ổn định giá cả và bây giờ đó cái thị trường công an việc làm đã vẫn còn tốt có nghĩa là chúng ta thì là cái phần trăm thất nghiệp rất là thấp xoay quanh mức là khoảng ba trăm một phần trăm mà thôi rất là thấp so với lịch sử cho nên cái việc mà Fed nương tay ngày mai đây thì cũng chưa chắc đâu và các bạn đã biết là ngày mai đó Fed sẽ họp à, bắt đầu hôm nay rồi nhưng mà ngày mai sẽ có cái uh, thông báo là khoảng chừng 11 giờ trưa giờ Cali ngày mai có nghĩa là một giờ sáng ngày thứ năm tại Việt Nam đó thì các bạn mới có thông tin và đây là cái uh, cuộc họp tháng 7 chúng ta còn 3 cuộc họp nữa kết thúc năm nay đó chính là tháng 9, tháng 11 và tháng 12 và chúng ta sẽ thấy được đó là bây giờ là cái uh, phần trăm của Fed đó là xoay quanh cái mức là 1.5 cho đến 1,75 ngày mai đó chúng ta thấy được là tới thời điểm bây giờ thì hợp đồng tương lai đó đang nghiêng về phía bên nào thì chúng ta có thể nhìn thấy được là thông tin mới nhất cho thấy được là cuộc họp này Fed sẽ ra thông báo đó là bây giờ phần lớn vẫn nghiêng về là 0.75% là 75% nghĩ là như vậy, còn lại đó là khoảng chừng 25% nghĩ là Fed sẽ tăng 1% luôn. Đối với Thuận nơi thì thật ra Fed tăng 0.75 hay là 1% đó Thuận nghĩ cũng không có quan trọng lắm đâu tại vì đó chỉ là cái hiện tượng đợt này mà thôi. Cái mà Thuận quan tâm hơn đó chính là những đợt kế tiếp, chứ là từ đây đến cuối năm đó thì Fed sẽ có cái suy nghĩ như thế nào. Các bạn thì còn 3 đợt hợp trong năm nay nữa là tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98. Là ngay thời điểm bây giờ chúng ta nhìn vào cái ứng dụng là app.truplation.com đó để chúng ta có thể thấy được là cái xu hướng của lạm phát bây giờ ra sao. Đây không phải là cái thông tin chính thức đến từ chính phủ Hoa Kỳ nhưng mà các bạn nên biết là đây là cái thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn và chúng ta không cần phải chờ tới tháng sau mới biết chúng ta có thể nhìn thông tin này trực tiếp thì chúng ta đã thấy được là cái suy giảm của phần trăm lạm phát đã có rồi dựa theo cái biểu đồ này chúng ta đã thấy được là bắt đầu từ khoảng chừng giữa tháng 3 đó thì cái phần trăm lạm phát cũng đã có cái xu hướng suy giảm và chúng ta cũng đã thấy một trong những yếu tố quan trọng chính là giá xăng cũng đã có cái sự suy giảm ở Hoa Kỳ rồi và thực phẩm đó thì ít ra chúng ta cũng thấy được là cũng đã khẩn lại không có tăng trưởng nhiều như là chúng ta thấy được những tháng trước đây nữa thì hy vọng là chúng ta có thể thấy được là cái phần trăm lạm phát CPI của tháng sau sẽ bắt đầu có xu hướng giảm và chúng ta chỉ khi nào điều đó xảy ra đó thì Fed mới có thể nương tay mà không tiếp tục tăng lãi suất nữa Chứ bây giờ thì chưa phải đâu. Ngày mai vẫn có thể tăng, có thể tăng 0.75. Nếu như tăng trong 2075 đó thì tôi nghĩ là cũng không có vấn đề gì tại vì phần lớn thị trường cũng đã có cái sự chuẩn bị cho cái phần trăm tăng trưởng đó nếu như mà tăng một phần trăm thì có thể là thị trường đỏ một chút ngày mai chúng ta sẽ biết được và thường đó một ngày trước khi mà có thông tin phép thì rất là dao động Các bạn đã thấy được hôm nay là màu đỏ có thể là tối nay màu xanh có thể là sáng mai màu xanh rồi trước khi mà phép ra thông báo đó lại là màu đỏ rồi sau khi phát thông báo lại là màu xanh chúng ta được là thường đó là những ngày mà rất là dao động đối với những bạn mà áp dụng chiến lược trung bình giá DCA đó thì cũng không có gì gọi là đáng lo lắng nhưng mà những bài nào mà trade thì cũng hãy nên cẩn thận thuận đó thì có lòng tin là chúng ta có thể đã thấy lạm phát ở cái mức cao rồi và chúng ta sẽ bắt đầu thấy lạm phát có cái xu hướng giảm từ 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 đây và chỉ khi đó chúng ta mới thấy được Fed sẽ thay đổi ý nghĩ của mình hoặc là chúng ta thật sự bước vào suy thoái tài chính thì Fed cũng sẽ phải nương tay mà thôi cho nên thuận đó thì hy vọng là từ đến cuối năm đó Fed vẫn sẽ tăng nhưng mà sẽ tăng cái phần trăm thấp hơn và nếu nói tới năm sau đó thì khả năng tăng có thể là rất thấp khi mà chúng ta thấy được là lạm phát để được quản lý có thể là những cái sự tăng trưởng gần đây đó bây giờ là thấm vào trong thị trường cũng giống như là chúng ta thấy được là lạm phát không phải là thấm vào trong thị trường ngay lập tức mà tốn một thời gian giống như là vài tháng một năm mới thấm vào trong thị trường thì cũng tương tự khi mà fed tăng lãi suất đó thì cũng cần có thời gian để mà cái lãi suất cao đó thấm vào trong thị trường rồi chúng ta mới có thể thấy được là thị trường chậm lại và lạm phát sẽ được quản lý cho nên chúng thường vẫn có sự lạc quan cho năm sau khi mà chúng ta thấy được là Fed đã bắt đầu có cái suy nghĩ khác về lạm phát rồi và chúng ta cũng đã thấy được là cái sự lo sợ về uh, suy thoái tài chính đó đang tăng cao đây là một cái uh, bài bỏ phiếu của CNBC thì họ thảo sát tổng cộng là 30 người quản lý đầu tư. Các bạn đã thấy được là cái đường màu vàng trên màn hình đó là đại diện cho cái suy nghĩ của những cái người quản lý đầu tư đó thì từ tháng 12 năm 2021 cho đến tháng 7 năm 2022 đó thì ngày lại càng có nhiều người nghĩ chúng ta sẽ có suy thái tài chính bây giờ hầu như là 55% nghĩ là sẽ có và sẽ có vào tháng 12 thì có thấy là nhiều người tranh cãi bây giờ nói là chúng ta đang nằm ở trong suy thái tài chính có thể nhiều người nói là không tin là chúng ta đang nằm ở trong suy thái tài chính tại vì theo định nghĩa đó suy thoái tài chính có nghĩa là chúng ta cần phải có hai cái quý GDP có nghĩa là hai cái thông báo sản lượng quốc nội của Hoa Kỳ liên tục có cái xu hướng đi xuống có nghĩa là xu hướng âm thì chúng ta mới có suy thoái tài chính chúng ta đã có cái GDP của quý 1 là con số âm rồi bây giờ khả năng cao đó là quý 2 là con số âm chúng ta cũng sẽ biết tuần này luôn cái bài được tuần này là một tuần mà đầy sôi động ngày 28 tháng 7 ở Hoa Kỳ đó vào lúc 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali đó chúng ta sẽ có thông báo GDP của quý 2 và cũng ngày đó đó là khoảng 7 rưỡi tối ở Việt Nam các bạn cũng sẽ có cái thông tin liên quan tới quý 2 GDP xem coi là đó là con số âm hay là con số dương. Nếu con số âm đó thì theo định nghĩa chúng ta đã bước vào suy thái tài chính rồi. Nhiều người đó thì nói là chúng ta chờ như vậy thì quá lâu thì đương nhiên rồi, chúng ta hay đây là một trong những chỉ số gọi là chỉ số trì hoãn có nghĩa là chúng ta phải có hai cái quý âm lúc đó đã 6 tháng rồi chúng ta mới nói chúng ta trong suy thái tài chính nhiều người cho là chúng ta đã trong suy thái tài chính thì đó là suy nghĩ của mỗi người mà thôi nhưng mà có một người không đồng ý đó chính là chúng ta nhìn vào cái thông báo đến từ tòa bạc ốc thì chúng ta đều là chính phủ Biden đã đưa ra định nghĩa riêng về suy thoái tài chính có nghĩa là họ nói à, trước đây đó thì nhiều người cho là chúng ta có hai cái quý GDP là con số âm thì là định nghĩa của suy thoái tài chính à, đây là một định nghĩa mà nhiều người chấp nhận nhưng mà đối với lại à, tòa mặt ốc đó thì họ nói là định nghĩa này à, không phải là đúng đâu hai quý âm GDP đây cũng không có phải là suy thoái tài chính đối với lại uh, tòa bạch ốc thì đương nhiên các bạn thì được tòa bạch ốc đó, thì thương uh, nghĩ vẫn đang lo lắng về uh, chính quyền biden gắn liền với suy thoái tài chính đây không phải là thường chia sẻ về cái phương diện chính trị nhưng mà đây là cái sự thật tại vì không có một chính quyền nào mà muốn gắn liền với suy thoái tài chính hết cho nên đây là một trong điều mà làm cho thương nghĩ là chính quyền của tổng thống joe biden rất là lo lắng nhất là khi chúng ta đối đầu với lại bầu cử dưới nhiệm kỳ tháng 11 một này thuận thường đó, thì cuộc bầu cử nhiệm kỳ tháng 11 này đó có thể là một trong những cái sự kiện bolus của năm nay nhất là khi mà chúng ta có thể thấy được là nhiều người của đảng cộng hòa thành công lấy lại được cái số ghế tại vì sao thì đã chia sẻ trong video trước đây rồi Tại vì nếu chúng ta nhìn vào tình hiện tại đó thì đương nhiên có những người trong đảng Dân Chủ ủng hộ crypto cũng có, những người trong đảng Cộng Hòa ủng hộ crypto cũng có. Nhưng mà nếu như mà nói về số lượng đó, thì phần đông là người của đảng Cộng Hòa ủng hộ crypto nhiều hơn. Đó là sự thật. Cho nên nếu như mà các bạn chỉ nhìn riêng về góc cạnh của crypto đó thì các bạn muốn hỏi là bây giờ đó thì bên đảng nào ủng hộ crypto nhiều hơn thì câu trả lời hiện tại đó chính là đảng Cộng Hòa. Cho nên tháng 11 này sẽ là bầu cử lại và hiện tại đó thì nhiều người vẫn đưa ra cái suy luận là chúng ta sẽ thấy đảng cộng hòa sẽ chiếm lại được nhiều ghế hơn